ra trên YouTube anh ơi. Rồi xin chào quý khách của em đã trở lại với kênh Mấy Cái Cỏ Thành Học ha. Rồi hôm nay bên em có làm một cái bảng xương xương. Đây. Cái bảng này là chốt hàng dễ dàng luôn nè mấy anh. Để mấy anh nào mà xem gõ thì mình đeo kính vô. Không đeo kính thì phóng to vô mình đây. Mình coi ha. Đi đây đi. Mình vô đi nè. Rồi, mua hàng thì nhớ nhắn lên YouTube là Cửa Hàng Thành Hợp. Rồi trên Facebook là Máy Cá Cỏ. Còn Zalo là 0913136620. Đồng thời cái đó cũng là số điện thoại ha. Cái anh mà làm cái bảng này nè, ảnh làm biến thôi, anh đeo tay phone thôi mà mấy anh. Kêu nhắn hình chữ Zalo đó mà không nhắn làm gì đó. Bên em là có ship hàng toàn quốc. Xem hàng trước khi nhận, không lấy cọc. Ảnh nhắn chữ xem hàng à. Đó, vậy em dịch cái bảng này luôn ha. Là ship hàng toàn quốc, được kiểm tra hàng trước khi nhận, và đặc biệt bên em sẽ không lấy cọc nha. Đó, mấy anh mà mua hàng mà không nhớ số điện thoại, mấy anh có thể nhắn lên YouTube là số điện thoại là 0913136620, nó cũng nổi lên cửa hàng của em. Mấy anh nhắn Cửa Hàng Thành Hợp cũng nổi lên. Kể mấy anh, mấy anh nhắn lên Máy Cắt Cỏ cũng nổi lên luôn ha. Facebook thì là cái nick của em. Rồi, bây giờ em sẽ nói sơ sơ về cái dàn máy này. Hôm nay em like một lô máy chữ V nha mấy anh. Chữ V nè, V là V gì ha, chữ V đó. Lô máy chữ V hôm nay là 15 cây nha mấy anh. Đó, hôm nay máy dao động giá từ 1.3 triệu cho đến 2.2 triệu, em bao ship tới nhà đó. Rồi mấy anh ơi, mấy anh mua hàng thì mấy anh có thể cho em số điện thoại với địa chỉ, em sẽ ship hàng tới nhà cho mấy anh luôn đó. Rồi được cắt cỏ, rồi các thể loại mình đúng máy cắt cỏ Đức mới nhận hàng ha. Đặc biệt là bên em có bán nhớt nha. Mấy anh mua hàng xong, mấy anh có mua nhớt thì 100 ngàn một chai nhớt 2 thì. Đó, rồi bên em có gắn đầu bơm nước, cái đầu bơm nước là 150 ngàn nha. Đó, rồi mình vô cái máy đầu tiên em nghe mấy anh. Em nói sơ sơ nhanh nhanh, mấy anh muốn cái gì nè, mấy anh vô cái bảng ra đi. Mấy em làm cái bảng mục đích để cho nó nhanh nhanh gọn gọn đó. Rồi đầu tiên là mình sẽ bóp xăng lên trước khi mình thử máy anh. Cái này nói cho những cái anh nào mà mới biết mua máy mà sử dụng máy ha. Sau đó mình đóng le, cái máy này cái le sau lưng. Rồi mình dừng. Đầy đủ hết, phụ tùng 5 món đi kèm cho mình ha. Rồi có thêm cái chén ấp ngược phía dưới nữa nè. Thấy cái chén ấp ngược đó anh chị hạn chế quắn cỏ. Còn mình vui vui với mình phan giùm em ba cái lỗ sỏ dây cước vô. Thành ổ phát cước liền. Hay chắn cỏ ghim cho mình luôn. Cái này một tay cầm ha. Mấy anh nào không thích một tay cầm thì em có thể lên hai tay cầm cho mấy anh luôn. Đó. Lên miễn phí luôn ha. Cây máy cái này 1.300.000. Ngoài cắt cỏ thì mình có thể là bơm nước. Đó mấy anh ha, tum liền, tum nhựa nha. Nè. Cái chân của nó nè. Có cái chân này nó dài, mình xăng lớn này ha, mình xăng lớn mình sao không chạm đất. Cái này gọi là Gubin ha, 22cc 32 ly, 1.3 triệu. Cái này vú lớn ha, vú lớn mình bóp xăng cho nó mau lên đó. Chế thì chế ghim, chế ghim chế quanh đồ luôn nha mấy anh. Cái này gọi là bình xăng phổ thông đó, màu vàng luôn ha. Rồi mấy anh nào thích Gubin gọn nhẹ, ưu điểm là tiết kiệm xăng và trọng lượng gọn nhẹ thì mấy anh lấy cái này giùm em, V1 32 ly, 1.3 triệu. Dịch nữa hả? Dịch đi, dịch nó hết nói dịch. Ghê hả? Rồi em sang V2. Mấy anh ơi, mấy anh xem kênh á mà thấy cái kênh im ok, mấy anh cho em xin một cái nút like nha. Một cái nút like kèm một cái nút đăng ký, để khi mà em like cái nó nổi lên cái kênh mình tương tác. Dạo này nó YouTube này nó cũng mất tương tác quá, em mất tương tác cả tháng này đó mấy anh. Rồi em sang cây thứ hai là cây Magu màu hồng ha. Rồi cũng như theo tác cũ, có cái thì mình xăng vú ngang, có cái mình xăng vú dưới ha. Cái này mình xăng là mình xăng vú dưới. Cái chế độ này đang mở le thì mình gạt xuống rồi đóng le ha. Sau đó mình dịch. Chỉ cần mình dịch nó làm vừa bụng mình thôi. Ừ. Cái
máy này á, là 1.300.000, nhưng mà thôi đi, để em sẽ sửa lại cái máy này, em sẽ giảm cho em 50.000 là 1.250.000 nha. V2 50.000 32 ly, lý do là cái áo nó bị móp ở đây xíu chứ bị gãy hai cây găng ở đây hết mấy anh. Chế ghim nha mấy anh, chế ghim chế quanh bờ gồ ha, dưới nha. Để mấy anh nhìn giùm em đi, con ốc này ốc ghim nè, ốc ghim nè, ốc này vàng vàng luôn ha, mà này ghim nha mấy anh, nè trong đây nữa nè, đó thấy không, vàng luôn. Cái này hai tay cầm nha, hai tay cầm. Cái này đầu bò ghim nha mấy anh, cái đầu bò nó nè, đầu bò nó có cái chén nè, cái chén ở dưới. Ok nè mấy anh nhìn giùm em đi, đầu bò này xịn sò luôn ha, đầu bò ghim luôn nha. Rồi cái này thì tum này tum nhựa đó, tum nhựa nha, cái lốc nó có dập chữa quanh bờ gồ luôn nè, làm mấy đựng đụng lúc kia nha, nè quay vô đây đó, cái lốc nó có dập chữa da banh chứ em xin lỗi, cái bình xăng mới quanh bờ gồ đó, da banh luôn ha, còn bình xăng con là quanh bờ gồ luôn ha, cho nên là dòng máy này á là về cái phụ tùng đa dạng dễ thay thế nè, tiết kiệm xăng này gọn nhẹ đó. V2 1.250.000 nha mấy anh, bên em bán hàng là 5 món đi kèm luôn ha. Cái giá này báo là em đã bao ship rồi, 5 món đi kèm luôn, 5 món là có chân cỏ nè, dây đeo, tiếp mở buông ghi lục giác 4 với cái lưỡi dài ha. Rồi em sang cái cây này là cái cây V3, thôi giật đi những cái nó hết nổi à. V3 này là một cây Cinewa nha mấy anh, Cinewa này là Cinewa 32 ly, 23cc. Cũng rất là nhẹ nha ha. Một cây máy như thế này là 1 lít xăng pha giùm em 40cc nhớt 2 thì, hoặc là 4 nắp của bình nhớt 2 thì nha mấy anh, phải nhớ là nhớt 2 thì nha. Rồi máy này chạy cực kỳ bốc nha mấy anh, Cinewa nói chung nó có thương hiệu từ lâu rồi ha. Cây máy như này cũng có 1.300.000 thôi. Đó, 1.300.000. Tấm này tấm nhôm ha. Cái này thì em đã lên chế 260, chế ngang cho mình, dễ nổ luôn ha. Hai cây kim màu vàng luôn, dễ chỉnh sửa, dễ nổ luôn. Đó. Cái này thì nó một tay cầm đó, mấy anh nào thấy một tay cầm mà nó tiện lợi thì mình sử dụng, còn không thích thì em có thể lên hai tay cầm miễn phí cho mình luôn. Chắn cỏ ghim đầu bò ghim luôn nha mấy anh ha, chắn cỏ ghim đầu bò ghim cho mình luôn. Đây công tắc thì sẽ nằm bên đây nha, đó quá tiện lợi luôn ha. Rồi cho qua, xin đi qua. Rồi những anh nào thích máy Magu Yanma mà tay 140 thì xem cái này giùm em ha, V4 nha. Quá đội nhậu qua dẹp à mấy anh nhìn giùm em cái lốc máy sáng thối luôn ha. Cái máy này thì những cái bình xăng zin của nó là lên ít có khả năng mà được lắp hết mấy anh, cho nên là em chỉ lên bình xăng mới thôi ha anh em, lên chế mới hai kim nhảy nổ cho mình luôn nha, hai kim này dễ chỉnh sửa luôn nha mấy anh. Công tắc cái máy này đặc biệt nó sẽ nằm ở phía trước, bu ghi đứng cho nên chạy cực kỳ bốc ha. Cái này thì mình phát bằng lưỡi, phát bằng cước được luôn nha mấy anh, chạy rất là khỏe, đặc biệt những dòng máy này mà chạy càng nóng thì nó càng bốc, nó ngộ gì đó. Cái này tum gời cho nên mình tháo cái tum ra, mình hay gắn là bình xịt hoặc là mình có thể là xây tum á, mấy anh làm cái kiểu này kiểu kia cho nó dễ đó, em thấy mấy anh ưa làm gì đó. Tay ghim ha, đầu bò ghim đó, đầu bò ghim luôn nha mấy anh, mình sang ghim luôn nha. Máy này chạy rất là ngon, rất là khỏe nha, chỉ có 1.400.000 thôi đó, 1.400.000 cho cây V4. Rồi mấy anh nào mua hàng nhớ liên hệ số điện thoại này nghe mấy anh, 0913136620 cũng là Zalo luôn. Rồi anh nào thích echo thì đón xem cây V5, không về mấy cái máy dễ di chuyển nha, hơi mệt lắm, thả cái mộng rồi gì về cho nên tôi dễ vô á. Dạ hả, giật đi giật đi rồi hả, về vô là vô dằn dứ á.
anti quá nhỏ. Đúng rồi đó, mỏ le là gì đó. Rồi. Nè mấy anh muốn giật nhẹ ha. Nè mấy anh thao tác cho em vậy đi. Chứ trợ lực luôn. Rồi tắt đi. Tắt sao nha, không phải đây nha. Công tắc ở sau lưng máy nha ha. Còn cái này công tắc này không sử dụng được. Rồi một tay cầm. Ra nằm đây ha. Đầu bò ghim nha mấy anh. Đó. Cái này là tâm liền nhưng mà bù lại nó tâm nhôm, chạy cực kỳ khỏe, cực kỳ mạnh luôn. Đó. Kiwi Echo này 231 ha. 231. Chế của nó thì là chế hai kim, chế ghim luôn nha mấy anh. Chế hai kim của anh Pro luôn cho nên cực kỳ tiết kiệm xăng. Em coi kỹ cái lốc máy cho mấy anh xem. Nhắn tư luôn ha. Echo. Đó mấy anh nào, đây trong đây có bộ lọc gió phụ nữa nè. Bằng nhôm và bằng nhựa nữa nè. Đó, cái lốc máy nó có dập số nữa nè. B695 nữa nè. Đó, cái bô nó thì kho khỏi phải bàn luôn, trắng tư luôn ha. Ừ. Lốc máy quay vòng vòng cho mấy anh xem. Đó mấy anh nào thích dòng Echo mà vừa túi tiền, chạy khỏe lấy cái này ha. V5 32 liền 1,5 triệu. Rồi em sang V6 nha. V6 là Magu Yanma. Cũng thương hiệu Magu Yanma nó sản xuất ra, nhưng mà nếu mà mình gọi tắt là T130 là Mitsubishi T130 nha mấy anh. Khoan khoan lấy bé nó đi qua đây rồi giật. Chào mình thích chào mà. Rồi giật nữa cái đi. Bắt nè. Đó, mở nè. Mấy anh có nghe tiếng họa mi nó hát chưa? Yeah. Là nó đó. Một họa mi này nó hát hơi giống. Trời trời ơi, máy đã sợ mấy anh ơi, máy đẹp dã man luôn. Hai cái kiểu này như vậy nghe nhiều anh đó, mua máy nhận xong nó em ơi em bị thiếu cái ốp ở phía trước. Làm gì có ốp gửi mấy anh. Đó. Cái này là em cũng đã lên chế mới ha, do cái máy này là nó đời trước của thằng Nhật ha. Đời trước thôi cho nên là những cái bình xăng zin của nó rất là khó lên, cho nên phần lớn bên em là lên chế mới hết cho mình luôn. Ha, chế hai kim luôn nghe mấy anh. Rồi, tum này tum gầy, T130 này thấy không? Sau lưng nó dập T130. Cái máy này mấy anh có thể đấu mình xịt được nha. Ở tay ghim tay chữ U nè, này chữ U rõ ràng luôn. Đầu bò ghim luôn nghe mấy anh. Đầu bò đẹp chưa? Hết sức cái máy này nó đẹp, giá còn 1,5 triệu quá hời quá rẻ. Ha, chạy cọp giá mang không à. Quá cọp luôn. Cọp này cọp gừng xanh chứ phải cọp thường nè, thấy không? Máy rất là đẹp. Này mình mua cái máy này về mình vừa cắt cỏ mình vừa ngắm là nó đó. Rồi, em sang V7 ha. Xong mình dẹp cái máy ơi. V7 này là Gobin 261 bình xăng trên nha mấy anh. Em báo giá cái máy này luôn ha. V7 34 ly 1,5 triệu. Nếu mà cái máy này bình thường là từ giá 1,8 triệu đến 2 triệu nha mấy anh. Đó, em bớt hẳn 1,5 triệu luôn cho mấy anh nào có tầm nhìn xa mình chốt cái này. Tầm nhìn xa là cái gì? Là đánh giá cái máy không phải bên ngoài mà đánh giá từ bên trong ha. Những cái nổ mấy anh thấy không? Rất là phao. Lốc máy thì sáng tưng. Để xem hạ giá tại vì cái bình xăng lớn của nó mấy anh là bển do người ta xài, người ta không đổ xăng ra nó đóng vô trong đây, cái lâu ngày mình xăng mình sẽ bị ố. Thật sự bình xăng zin của nó rất là dày nghe mấy anh. Đó. Rất là dày dặn luôn. Đó cho nên em giảm giá còn 1,5 triệu. Mấy anh nào sát xuất thì mình chốt nhanh ha. Tại vì bình xăng lớn, bình xăng trên nó xuống xăng trực tiếp cho nên chạy cực kỳ khỏe, đập cước thì khỏi phải bàn cãi luôn ha. Chỗ nào mà mình dùng đá đồ nhiều đó thì dùng đập cước sợ mà cắt lưỡi đó. Cái này tới 261 lần ha. Tum gời luôn. Tum gời mà tum nhôm mới ghê, công tắc nằm đây. Đó. À, cái cùm đó nè, màu vàng đi ha luôn ha. Nghe dữ. Đầu bộ zin nha mấy anh.
máy này là khỏi bằng cả nhiều ha, V7 1,5 triệu. Rồi anh nào chốt thì cho em địa chỉ số điện thoại, xếp hàng tới nhà cho mình luôn ha. Rồi V8 là một cây Magu Yanma. Cái này là 26cc 34 ly ha. Yanma 260 ha. Cái này mấy anh là cái đóng le. Đóng le là sẽ như thế này, và mở le là sẽ như thế này ha. Trước khi mình giật mình bóp xăng lên, mình xăng lên xong mình đóng le mình mới giật. Giật xong mình mở le ra, anh cho nó thông gió nó mới dặn khởi hành chạy mấy anh. Đó. Rồi, cái này là chữ nhật không nè. Anh thấy cái tem đó không? Và chế nó thì chế hai kim luôn, chế quanh và gồ hai kim nhẹ nổ luôn ha. Tôm nhựa nha. Cái này tôm nhựa. Đó, V8 34 ly 1,7 triệu. Một tay cầm, mấy anh nào muốn lên hai tay cầm thì em lên cho. Tắt máy nằm đây ha. Ra đây, chân cổ ghim, đầu bò ghim luôn nha mấy anh. Đó. Rồi V8 rồi sang V9. V9 là một cây Robin. Mà cái này là mình sang dưới ha, 26. Cái kia mình sang trên. Đục đi. Đây. V9 34 ly 1,7 triệu. Rồi, bình xăng lớn đó là bình xăng mới nha mấy anh. Chứ bình xăng kia nó bị bể cho nên em đổi bình xăng mới cho mình luôn. Nhìn giùm em. Robin Made in Japan 26cc ha. Thì cái này mình đập cước thoải mái nha mấy anh. Phát lưỡi phát cước được, lưỡi dài lưỡi tròn cũng được luôn. Đây. À, cái này tum gòi mà tum nhôm. Cái cùng nó dày đây nè. Giống như là ba mà miếng đá mà nó sắp lên. Trắng cỡ kia đầu bò kia nó hoa màu trắng luôn. Có chân nữa nè. Đó, mình xăng lớn mình sẽ không chạm đất ha. Cái này là dành cho những anh nào thích máy Robin. Rồi công tắc nằm đây. Robin thì nó chạy rất là khỏe nha. Mà vấn đề là anh nào biết sử dụng máy á thì mới thích Robin thôi. Còn không biết sử dụng máy thì chê nó áo sắt. Thật sự áo sắt nó tải nhiệt rất là tốt nha mấy anh. Rồi áo sắt thì nó hơi nặng, nó không được nè thì mắc kia, mà bù lại tải nhiệt tốt. Cái này thì Mitsubishi Vanguard ha. Không hổ danh là Mitsubishi TNL 23 ha. Chụp giật thì 23. Thông số ở dưới thì là 231 nha mấy anh. Em nghi lắm mà model tên là 231 nha. Thì sợ cái này là 231 nha mấy anh, cho nên nó giật nó hơi tương đối nhẹ. Em chỉ giật 1-2 trái thôi ha. Cái này mấy lại không bộ rồi. Công tắc nằm đây nha. Cái này là tâm liền, tâm nhựa, cho nên là cái tua nó rất là nhanh, chạy cực kỳ khỏe ha. Lắp gin, tay gin, trắng cỏ gin, đầu bò gin, lắp bắn tĩnh điện màu hồng luôn nha mấy anh. Sang giả mang chưa? Đó, cái này nè. Trời ơi, cái này nó phan lỗ sẵn luôn mấy anh ơi, về sỏ dây vô thành ổ cước gin luôn ha. Hạn chế quán cỏ luôn. Em khai thác được cái này luôn, cái trắng cỏ mấy anh có để ý không? Nó tiệp với cái màu áo luôn. Máy gì mà quá đỉnh, có 1,7 triệu à. Có rẻ không? V10. 1,7 triệu cho mình luôn. Đó, mà cái chế này thì chế ghim ha, chế hai kim quanh và gồ le đỏ tự động luôn ha. Đóng le nè, mình lên ga nó sẽ tự động nó nhảy qua đó, sẽ tự động nhảy qua quá đã ha. Cái này mấy bác nào lớn tuổi thì mình chốt cái này lẹ đi. Cái chế đó là chế ghim lắm đã luôn nha mấy anh, tiết kiệm xăng cho mình luôn. Cái lốc thì nó có dập chữ Japan luôn đó, Made in Japan luôn nè. Không còn gì phải chốt cả nhiều, có 1,7 triệu thôi. Thêm gì đó, có thêm cái đế bảo vệ mình xăng lớn mình nữa nè. Đó, nhiều anh nó chốt cái máy, không chốt cho chốt cái đế này nè. Em ơi, cái máy Mitsu có cái đế đó không? Có, đó, thông báo mấy anh luôn. Số danh là V10 1,7 triệu ha. V11. Cái này TB ha. Mitsubishi TB, đây gọi là TB, mình gọi tắt đi, TB cho nó nhanh.
Đó, cái này cũng mới gan cây nãy, nhưng mà cái này le đóng nha, chứ không có tự động thôi. Mà chế thì chế này. Rồi giật cái nó kìa. Mà nghe kêu gì không? Do là cái tua nó còn nó chạy đó, chứ máy không có bị vấn đề gì nha. Cái này bù lại được tôm nhôm mà tôm gầy. Cho nên mình thích thì mình để như vậy mình cắt, không thích thì mình có thể tháo cái đầu ra mình đấu cái gì đó mình đấu. Ha, thích thì đấu hủ tiếu, không thích thì đấu cơm, đấu mì, đấu bún, đấu cháo, đấu bình xịt gì đó đấu nha mấy anh. Rồi V11 32 ly, 1,7 triệu ha. Tay ghim. Có gì đâu ghim luôn trời. Đeo ghim theo máy luôn. Trắng cỏ ghim, đầu bò ghim luôn nha mấy anh ha. Rồi sao? Ga lên xuống ở đây, công tắc nằm đây nha. Đó, công tắc trên tay cầm cho mình luôn. Chế thì chế hai kim chế ghim luôn ha. Chạy gắt là phao, gắt là giòn. Ga thì ga gạt lên gạt xuống ha. 237. Đó, 237 là gần 24cc luôn ha. Cho nên này là 32 ly. Nó cái mẫu nó như cái cây bên đây luôn. Như cây Mitsubishi đấy, mà cái này nó có thêm cái đế nè, bảo vệ sân lớn mà luôn nha mấy anh. Cái lốc nó cũng có dập chữ da ban nữa nè nha mấy anh. Tối rồi, thầy sẽ cho này chú bà nghiêng qua chút cho khách thấy coi. Không thể thấy được. Có hù à. Đây nè, nằm bên hông mình là cái lốc nó dập chữ da ban. Thôi khách thấy rồi. Nãy mấy anh kiếm cho hàng đi. Vì nào mà không có thì em thền kiếm anh liền ha. V11 cũng 1,7 triệu luôn. Đó. Ai thích tôm gầy thì mình lấy cây này, không thích tôm gầy thích tôm liền thì lấy cây này. Nếu mà mình có thêm muốn nấu cái gì nữa thì lấy, không thích thì không lấy thì thôi, mình lấy tôm liền ha. Chạy tua nó nhanh. Rồi V12. Cái này là hay vô ha. Cái cây chôn này á là nó giống như cây chôn ở trên vậy đó. Ôi trời trời, mở le. Ê chô, chế hai kim quanh bờ gò luôn nha mấy anh. Ngày nổ tiết kiệm xăng luôn ha, chế gin nha. Cái này đóng le nè, cái này mở le nè. Cái này 260 nha mấy anh, 265 luôn chứ không phải 260 nữa. V12 34 ly lấy ra là cây này 2 triệu nhưng mà em bớt mang thẳng 200 ngàn luôn. Em sẽ giải thích tại sao. Công tắc nằm đây, ga là đây ha, một tay cầm. Phần lớn những cái loại echo này là một tay cầm hết. Đó mấy anh là để tinh ý sẽ thấy, nhưng mà không thích thì em sẽ lên tay hai tay cầm cho. Đầu ghim. Tôm này là tôm nhôm ha, tôm liền mà tôm nhôm nha mấy anh. Đây có thông số luôn nè. Ha. Cái này á là do là cái áo của nó ở đây nó bị cháy, hay bị cháy xíu cho nên em giảm 200 ngàn cho mình. Chứ mấy anh để thì cái tem ở đây nó còn nguyên luôn, cho nên là cái máy này xài không được bao nhiêu hết. Bình xăng lớn mà nó trắng thư luôn nè. Đó. Ghim hết luôn nha mấy anh, từ đầu tới cuối luôn. Có giảm 200 ngàn cho mình luôn á. Rồi, 6 món đi kèm luôn ha. Rồi em sang cây V13. Là cây Mitsubishi TU26 ha, 34 ly. Phao chưa? Quá phao. Cái này thì là chế rin, nhưng mà chế một kim quanh bà gồ nhảy nổi tiết kiệm xăng nha mấy anh ha. Hai sáu cc 34 ly, bình xăng lớn rin trắng tư luôn nha mấy anh, rất là đẹp. Áo nè, ngon lành. Tôm gợi tôm nhôm, mấy cái tôm nó rất là dày luôn ha. V13 34 ly, cây này 2,2 triệu ha. Công tắc nằm đây. Đó. Tay rin luôn nè, hai tay cầm. Đầu bò ghim trắng cỏ ghim luôn ha. Rồi có cái đế bao giờ mình săn lớn mình nữa nè mấy anh ơi, xịn sò chưa? Đó, quá xịn sò, có thông số luôn nè. Không còn gì phải chó cãi ha. Rồi, 2,2 triệu. Rồi em sang hai cây cuối cùng là hai cây đầu lưng. Hai cây đầu lưng này là V14 với V15. V14 là con Makita ha, 26cc 34 ly 1,4 triệu. Con 15 là cây Tanaka. Rồi giờ giật lại hai cây đi. Lai luôn, có hù à.
sao ạ? Trước hả? Đóng le bớt xăng lên. Lắp quá không làm được gì hết á. Giật nhưng mà đừng có lên ga. Rồi tắt đi. Mấy em bé đi ngang à. Cái cây này là Makita nha. Do rửa nó chai cái, nó bay cái tem. Chế một kim chế One Bro luôn nha mấy anh. One Bro là chế kim của nó đó. V14 này 34 ly mà có 1.4 triệu. Cho nên là ngoài cắt lưỡi thì mình có thể đập cước được luôn ha. Công tắc thì nằm phía trước cái máy nè. Nè, có cái miếng nè đeo lưng này rất là mềm luôn ha, im ái luôn. Tâm này tâm liền, tâm nhựa ha. Đó, một tay cầm. Đó, nãy chưa nói. Biết rồi, 15 thì em không mà nói sao. Nó 14 tiếp đi. Đầu bò zin nè. Miếng gọn zin luôn ha. Mấy anh nào lấy cái này đi. Bao là xài xứng đáng đồng tiền bắt gạo luôn nha mấy anh. V14 nè. Rồi V15 này 35 ly 2.2 triệu. Ha, lý do 2.2 triệu là em máy rất là đẹp nha mấy anh. Cực kỳ đẹp, Tanaka 27cc lận ha. Chế zin luôn ha, bình xăng piston ra xuống trực tiếp rất là khỏe. Đó mấy anh nhìn giùm em. Cái máy này nó bằng mũ á, đeo nhẹ rồi giả tay. Tum gòi mà tum nhôm nó mới ghê chứ. Đó, sau lưng nó dập chữ nè, Tanaka Made in Japan luôn mấy anh, thấy không? Quá trời đẹp nè. Lâu lâu mới về hàng này rất là đẹp nè, cái miếng đeo lưng nó cũng xịn sò luôn. Đó, miếng đeo lưng cũng điện tử Tanaka có thương hiệu nha. Đình xăng lót đó nè, trắng tư luôn nha mấy anh, có 2.2 triệu thôi. Chốt đi mấy anh ơi, còn gì mà do dự nữa. Một tay cầm, lên ga xuống ga. Hai tay cầm tay tròn. Phần lớn ba lô là nó như vậy nha, không có hai tay cầm nha. Một sừng thôi chứ không có hai sừng. Đầu bò gin, đó. Đầu bò gin nè, lắp gin nè, 27cc luôn nè. Chung rồi chung nhau luôn nè, đã hết sức hả. Máy rất là đẹp. Rồi, like có gì đâu, 30 phút. Đây, em like xong rồi đó em nha. Mấy anh nào thích cái gì thì chốt cho mấy anh. Bên em thì 6 món đi kèm. Thì tặng thêm cho mấy anh ổ cước ha. Đó, và được chốt hàng là nhớ là 0913136620 nha mấy anh. Có gì mình chụp cái bảng rồi lại điện cho em ha. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại mấy khách. Quý khách, chúc mấy anh một ngày tốt lành.